Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị lừa ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất do quá tin tưởng đối phương hoặc do bất cẩn không đọc kỹ các văn bản cần ký. Vậy khi bị lừa dối để ký kết hợp đồng thì người sử dụng đất cần làm gì và các trình tự thủ tục được quy định như thế nào? Trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay, phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường. Vâng, thưa luật sư, là trên thực tế thì nhiều trường hợp người sử dụng đất bị lừa ký vào giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vậy trong trường hợp này thì người dân cần làm gì ạ? Ở trong trường hợp mà một trong các bên mà bị lừa dối, bị đe dọa hoặc là thực hiện một cái giao dịch nhằm che giấu bởi giao dịch khác thì có quyền khởi kiện đến tòa án để được xem xét giải quyết tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Và những người nếu không may đã ký vào các cái hợp đồng giao dịch bất động sản mà bản thân mình bị lừa dối, hoặc là lúc đó cái ý chí của mình là để đảm bảo cho một khoản nợ nào đó là giao dịch che giấu, thì lúc đó cần phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh là giao dịch đó không hợp pháp, không hợp lệ. Nếu chứng minh được thì tòa án sẽ tuyên bố vô hiệu và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Vậy theo luật sư, những trình tự và thủ tục người sử dụng đất phải làm khi bị lừa ký vào giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì thưa luật sư? Ở trong trường hợp mà chủ sử dụng đất bị người khác, bị tổ chức cá nhân lừa dối hoặc là cưỡng bức, đe dọa, ép buộc phải ký vào cái giao dịch về chuyển nhượng bất động sản hoặc là ủy quyền định đoạt mà không phải ý chí của chủ sử dụng đất, thì chủ sử dụng đất có quyền thực hiện một trong các thủ tục. Thứ nhất là có thể trình báo tố giác tội phạm nếu như là sự việc là có dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu lừa đảo hoặc là có dấu hiệu là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì có thể trình báo sự việc với cơ quan công an để được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự. Thế còn trong trường hợp mà cái hành vi bị lừa dối đó chỉ là cái quan hệ dân sự, chưa đến mức là chiếm đoạt tài sản, chưa đến mức là có dấu hiệu tội phạm hình sự, hoặc là cơ quan điều tra đã trả lời đây là quan hệ dân sự, thì lúc đó cái bên bị xâm phạm là chủ sử dụng đất có quyền khởi kiện ra tòa án để đề nghị tòa án tuyên bố cái hợp đồng chuyển nhượng đó là vô hiệu và đề nghị tòa án tuyên hủy bỏ cái giấy chứng nhận chủ sử dụng đất đứng tên cái bên thứ ba mà khi mà cái việc giao dịch đó là hoàn toàn không có thật. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Việt Nam thúc đẩy triển khai đề án 06 và tìm ra giải pháp minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà. Theo Bộ Công an, có dữ liệu này, ngoài việc thuận tiện định danh vị trí cho các đơn vị vận chuyển, còn tạo điều kiện cho hoạt động quản lý thuế, xác minh thi hành án dân sự, quản lý thị trường bất động sản, minh bạch tài chính của cán bộ công chức dễ dàng hơn. Mục tiêu là đánh số cụ thể. Thành phố Hà Nội giao các sở ban ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng các chung cư cũ. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng giao Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Với chi phí thuê dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng một mét khối, cho thuê từ 1 mét khối và linh hoạt thời gian có lợi hơn 1 mét vuông, dịch vụ kho mini đang phát triển khi chỗ ở ngày càng nhỏ và bán hàng online nở rộ ở nước ta. Theo Saville Việt Nam, cho thuê kho theo mét khối vốn là thị trường ngách tồn tại đã lâu. Khi ngành logistics càng phát triển thì dịch vụ này cũng sẽ càng phổ biến theo. Các chuyên gia kinh tế dự báo cho thuê kho mini theo mét khối ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Nhu cầu đầu tiên là khách hàng cá nhân, bên cạnh đó thương mại điện tử phát triển cũng góp phần cho thị trường này tăng trưởng. Thưa quý vị, bản án sơ thẩm tòa đã tuyên bị đơn sở hữu 3/4 giá trị căn nhà được xây trên thửa đất. Tuy nhiên, sau khi bản án đã có hiệu lực, bất ngờ thẩm phán chủ tọa phiên tòa đó lại có công văn giải thích làm thay đổi cơ bản và hoàn toàn nội dung quyết định của bản án đã tuyên là bị đơn sở hữu 3/4 giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, khiến những người có quyền và nghĩa vụ liên quan bất ngờ và bức xúc. Câu chuyện xảy ra tại thành phố Hải Phòng được người dân gửi đến đường dây nóng của chương trình. Căn nhà tại thửa đất số 8, lô 8A1, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
là khối tài sản chung giữa ông Trần Quang Vũ và bà Hoàng Thị Hải Vân, được Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nhận định tại bản án số 01 năm 2023, ngày 9 tháng 3 năm 2023, về việc tranh chấp xác định quyền sở hữu tài sản. Tại bản án số 01, Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền quyết định ông Trần Quang Vũ sở hữu 3/4 giá trị căn nhà được xây trên thửa đất này. Sau khi bản án có hiệu lực, bất ngờ Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền có công văn số 345 ngày 2 tháng 6 năm 2023 do thẩm phán Nguyễn Hồng Giang ký giải thích. Ông Trần Quang Vũ sở hữu 3/4 giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa 8, lô 8A1, khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Việc giải thích này đã làm thay đổi hoàn toàn nội dung quyết định của bản án số 01, khiến những người có quyền và nghĩa vụ liên quan bức xúc. Không hiểu tại sao lại có những cái việc như thế mà trong cái khi mà cái bản án đó có hiệu lực thì ngay cả tòa rồi cả viện rồi là các cơ quan kể cả cục thi hành án không có một ý kiến gì cả, đùng một cái là sửa bản án. Theo luật sư, việc thẩm phán Nguyễn Hồng Giang tự ý cải sửa giải thích mục 1 phần quyết định của bản án sơ thẩm 01 tại công văn 345 không được hội đồng xét xử sơ thẩm bản án sơ thẩm 01 thực hiện cùng là chưa đúng với quy định của pháp luật. Thời điểm ban hành cái công văn số 345 của Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền á, giải thích bản án số 01 ngày 9 tháng 3 năm 2023 thì lúc này ông Giang không còn là thẩm phán của Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng mà ông Giang là thẩm phán của Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Do vậy, theo quy định tại khoản 2, điều 486 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015, thì trách nhiệm này thuộc về chánh án Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ông Giang không có quyền, không có trách nhiệm giải thích. Nên đây là vấn đề vi phạm nghiêm trọng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền lại cho rằng, văn bản 345 là giải thích, chứ không phải là sửa chữa bản án. Thì tòa án quận Ngô Quyền cũng đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật và xét thấy là cái công văn số 345 của thẩm phán Hồng Giang là đã căn cứ vào khoản 2 điều 486 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự. Và nội dung giải thích công văn số 345 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của thẩm phán Hồng Giang cũng căn cứ vào cái mục 8 phần nhận định của bản án dân sự số 01 đó để giải thích đối với cục thi hành án dân sự. Thế thì cái việc mà Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho rằng là thẩm phán Nguyễn Hồng Giang đã thực hiện đúng quy định tại khoản 2 điều 486 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự, chúng tôi cho rằng là đó là một cái giải thích nó không đúng quy định của pháp luật mà là vi phạm pháp luật, hoàn toàn không khách quan, không công minh và có dấu hiệu của cái việc bao che cho sai phạm của thẩm phán. Bởi vì như chúng tôi đã vừa đề cập thì rõ ràng là cái công văn số 345 của Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng do thẩm phán Giang tiến hành giải thích, ban hành, ký đóng dấu ấy, thì nó là việc không phải giải thích mà là sửa chữa bản án đã có hiệu lực và cái ở đây là cái tự ý thay đổi bằng những phán quyết mới mà chưa hề qua xét xử. Đấy là vi phạm nghiêm trọng về quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự mà chúng tôi đã viện dẫn các điều luật. Việc Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền cho rằng văn bản 345 do thẩm phán Nguyễn Hồng Giang ký là giải thích chứ không phải là sửa chữa bản án, liệu đã đúng với quy định pháp luật hiện hành hay chưa? Bởi phần giải thích này đang làm thay đổi hoàn toàn nội dung quyết định của bản án số 01. Câu hỏi này xin được dành cho Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Đến đây chương trình Phố Bất Động Sản ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.